Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh FDVN Channel, nơi chúng tôi chia sẻ những vấn đề thời sự pháp luật, phổ biến tư vấn pháp luật miễn phí, kể những câu chuyện vui nghề luật, cung cấp những kiến thức khoa học pháp luật. Kênh cũng trao đổi những vấn đề kỹ năng nghề nghiệp, câu chuyện hành nghề và những vấn đề của nghề luật ở Việt Nam hiện nay. Hôm nay FDVN sẽ cùng chia sẻ và trao đổi với các bạn về chủ đề định tội danh tội giết người và tội xúi dục hoặc giúp người khác tự sát. 1. So sánh tội giết người và tội xúi dục hoặc giúp người khác tự sát. Thứ nhất, điểm giống nhau. Khách thể của hai tội này đều là xâm phạm quyền nhân thân, quyền sống của người khác, xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Thứ hai, lỗi của hai tội này đều là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp. Về điểm khác nhau, thứ nhất, về căn cứ pháp lý, tội giết người được quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Tội xúi dục hoặc giúp người khác tự sát được quy định tại điều 131 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Thứ hai, về chủ thể của tội phạm, chủ thể của tội giết người là người từ đủ 14 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự. Còn chủ thể của tội xúi dục hoặc giúp người khác tự sát là người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự. Thứ ba, hành vi của tội giết người là tước đoạt tính mạng sống của người khác trái pháp luật bằng hình thức hành động hoặc không hành động. Khác với hành vi của tội giết người, hành vi của tội xúi dục hoặc giúp người khác tự sát là kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ, tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ. Thứ tư, về mục đích của tội giết người nhằm tước đoạt tính mạng của người khác, còn mục đích của tội xúi dục hoặc giúp người khác tự sát nhằm để cho nạn nhân tự thực hiện hành vi tước đoạt mạng sống của mình. Thứ năm, về hậu quả của tội giết người là làm cho nạn nhân chết. Trường hợp nạn nhân chưa chết thì tội phạm ở giai đoạn phạm tội chưa đạt. Còn hậu quả của tội xúi dục hoặc giúp người khác tự sát là làm cho nạn nhân tự tước đoạt tính mạng của họ. Nạn nhân có thể chết hoặc không chết. Hai, hướng dẫn một số tình tiết định tội. Thứ nhất, giết người bằng hành động hoặc không hành động. Người thực hiện hành vi giết người thường sử dụng công cụ, phương tiện, vũ khí tấn công vào khu vực trọng yếu trên cơ thể hoặc thực hiện các hành vi khác nhằm làm biến đổi tình trạng bình thường của đối tượng tác động của tội phạm, gây thiệt hại cho khách thể của tội phạm. Quyền sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng con người. Người thực hiện hành vi giết người có thể thực hiện hành vi mang tính dồn dập, quyết liệt, tàn nhẫn như bổ, chém, đâm, chặt nhiều nhát, nhưng cũng có thể thực hiện hành vi rất tinh vi, xảo quyệt, thâm độc như bỏ thuốc độc, thả rắn vào nhà, vân vân. Trường hợp không hành động là việc chủ thể không làm một việc mà pháp luật yêu cầu phải làm, mặc dù có đủ điều kiện để làm, thường gắn với các chủ thể đặc biệt như bác sĩ, công an, cứu hỏa. Hai, chuẩn bị phạm tội giết người theo khoảng 1, 3, điều 14 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại điều 109 điểm A khoảng 2 điều 113 hoặc điểm A khoảng 2 điều 299 của Bộ luật Hình sự 2015. Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chuẩn bị phạm tội đối với tội giết người. 3. Phạm tội chưa đạt. Theo điều 15 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. 3. Hướng dẫn một số tình tiết định khung của các tội danh. 1. Giết hai người trở lên. Theo điểm A khoảng 1 điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì giết hai người trở lên là trường hợp người phạm tội cố ý gây ra cái chết cho hai người trở lên một cách trái pháp luật. Người phạm tội trong trường hợp này có ý định giết từ hai người trở lên hoặc có ý thức bỏ mặc chấp nhận hậu quả hai người chết trở lên xảy ra. Nếu người phạm tội có ý thức bỏ mặc chấp nhận hậu quả chết người xảy ra, lỗi cố ý gián tiếp thì phải có từ hai người chết trở lên mới áp dụng tình tiết định khung tăng nặng này. Nếu có hai người chết nhưng lại có hai người chết do lỗi vô ý của người phạm tội thì không coi là giết nhiều người mà thuộc trường hợp phạm hai tội là tội giết người và tội vô ý làm chết người. Nếu có hai người chết nhưng chỉ có một người thuộc trường hợp quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự, còn người kia lại thuộc trường hợp trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh hoặc do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc thuộc trường hợp làm chết người trong khi thi hành công vụ thì cũng không định tội giết hai người trở lên, mà tùy trường hợp cụ thể người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người và một tội khác, ví dụ như giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh hoặc giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, vân vân. 2. Giết phụ nữ mà biết là có thai. Theo điểm C khoảng 1 điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì giết phụ nữ mà biết là có thai là trường hợp người phạm tội biết rõ người mình giết là phụ nữ đang có thai, không kể tháng thứ mấy. Nếu nạn nhân là người tình của người phạm tội giết nạn nhân để trốn tránh trách nhiệm thì còn có thể bị áp dụng thêm tình tiết định khung tăng nặng giết người vì động cơ đê hèn. Nếu người bị giết có thai thật nhưng có căn cứ để xác định người phạm tội không biết họ đang có thai thì không áp dụng tình tiết định khung tăng nặng này. Ngược lại, trong trường hợp người phụ nữ bị giết không có thai nhưng người phạm tội
là tưởng lầm nạn nhân có thai và sự lầm tưởng này của người phạm tội là có căn cứ, thì người phạm tội vẫn bị xét xử về tội giết người với tình tiết tịnh định khung tăng nặng là giết phụ nữ mà biết là có thai. 3. Giết ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo theo hướng dẫn tại điều 104, 105, 106 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 thì người nuôi dưỡng là cha, mẹ và con, ông bà và cháu, anh chị em, cô dì, chú cậu, bác ruột và cháu ruột. 4. Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng theo điểm A khoảng 1 nghị quyết số 04/1986/NQ-HĐTP thì giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm tội một tội phạm nghiêm trọng khác là tình tiết định khung của tội giết người liền trước đó hoặc ngay sau đó là vừa kết thúc tội phạm trước đã thực hiện ngay tội phạm sau. Người phạm tội có tính nguy hiểm cao trong một thời gian rất ngắn phạm hai tội nghiêm trọng bị xử lý về hai tội, tội giết người và tội nghiêm trọng khác. Hình phạt được quyết định đối với mỗi tội phạm và tổng hợp hình phạt chung. 5. Giết người để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác theo điểm A khoảng 1 nghị quyết số 04/1986/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 11 năm 1956 thì giết người để thực hiện hoặc để che giấu tội phạm khác, động cơ để thực hiện hoặc để che giấu tội phạm khác là tình tiết định khung của tội giết người, còn tội phạm khác có thể là tội phạm nghiêm trọng, tội phạm ít nghiêm trọng cần được xử lý theo một tội danh riêng. Nếu tội phạm khác cần xét xử thì xét xử về hai tội là tội giết người và tội phạm khác. Quyết định hình phạt đối với từng tội phạm tương tự theo thời gian thực hiện rồi tổng hợp thành hình phạt chung. Như hiếp dâm xong rồi giết nạn nhân để che giấu tội phạm thì bị xử lý về tội hiếp dâm và tội giết người. 6. Giết người để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân theo điểm H khoảng 1 điều 123 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì giết người để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân là trường hợp giết người vì mục đích để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân, và khi có bộ phận cơ thể của nạn nhân, người phạm tội có thể dùng để thay thế một bộ phận đó cho mình hoặc cho người thân của mình để bán cho người khác. 7. Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân theo điểm A 11 chương 2 nghị quyết số 04/1986/NQ-HĐTP thì công vụ là một công việc mà cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội giao cho một người thực hiện. Người thực hiện một công việc vì nghĩa vụ công dân như bắt giữ kẻ phạm tội đang chạy trốn, tuy không phải là người thi hành công vụ nhưng nếu do công việc đó mà họ bị giết thì họ có thể được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội như đối với người thi hành công vụ, và hành vi của kẻ giết người đó cũng bị xử lý theo điều 101 khoảng 1 điểm E. Kẻ giết người có thể thực hiện tội phạm khi nạn nhân sắp thi hành công vụ hoặc đang thi hành công vụ để cản trở họ thi hành công vụ, hoặc giết người đã thi hành công vụ để trả thù hoặc để đe dọa người khác. 8. Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp theo điểm K khoảng 1 điều 123 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì là trường hợp người phạm tội đã sử dụng nghề nghiệp của mình để làm phương tiện giết người dễ dàng và cũng dễ dàng che giấu tội phạm, như bác sĩ giết bệnh nhân nhưng lập bệnh án là nạn nhân chết do bệnh hiểm nghèo, bảo vệ bắn chết người nhưng lại vu cho họ là kẻ cướp. Lợi dụng nghề nghiệp để giết người là phạm tội với thủ đoạn rất xảo quyệt, nên nhà làm luật không chỉ dừng lại ở quy định là tình tiết tăng nặng mà coi thủ đoạn này là tình tiết định khung hình phạt. 9. Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người theo điểm L khoảng 1 điều 123 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người là trường hợp phạm tội đã sử dụng những công cụ, phương tiện hoặc thủ đoạn phạm tội có khả năng làm chết từ 2 người trở lên như ném lựu đạn vào chỗ đông người, cho thuốc độc vào nguồn nước, bể nước công cộng, bắn súng vào tàu xe, cano khi đang có nhiều người ở trên. 10. Thuê giết người hoặc giết người thuê theo điểm M khoảng 1 điều 123 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì thuê giết người là trường hợp trả cho người khác tiền hoặc lợi ích vật chất để họ giết người mà mình muốn giết. Cũng giống như những trường hợp thuê người làm một việc, người phạm tội không trực tiếp thực hiện hành vi giết người nên đã dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác để thuê người khác giết người. Người trực tiếp giết người trong trường hợp này được gọi là người giết thuê. Giết người thuê là trường hợp người phạm tội lấy việc giết người làm phương tiện để kiếm tiền hoặc lợi ích người khác. Vì muốn có tiền nên người phạm tội đã nhận lời với người thuê mình để giết một người khác. Vì trừng trị nặng người giết thuê nhằm ngăn chặn tình trạng đâm thuê chém mướn, nhất là trong nền kinh tế thị trường, ở nơi này hoặc nơi khác đã xuất hiện không ít người chuyên hoạt động đâm thuê chém mướn. Việc giết người thuê hoặc thuê giết người đồng thời là trường hợp giết người có tổ chức nhưng cũng có thể là trường hợp đồng phạm. 11. Vì động cơ đê hèn theo điểm A khoảng 1 nghị quyết số 04/1986/NQ-HĐTP giết người vì động cơ đê hèn như giết người vì tính ích kỷ cao, phản trắc, bội bạc, ví dụ giết người để cướp vợ hoặc chồng nạn nhân, giết tình nhân đã có thai với mình để trốn tránh trách nhiệm, giết người đã cho vay giúp đỡ khắc phục khó khăn hoạn nạn nhằm trốn tránh nợ, tái phạm
nguy hiểm. Theo khoản A, điều 53 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy hiểm, đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi tội phạm về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, đã tái phạm chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý. 13. Có tổ chức. Theo khoản 2, điều 17 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm. Tham khảo giải đáp của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì đây là trường hợp nhiều người cùng cố ý bàn bạc, câu kết chặt chẽ với nhau, vạch ra kế hoạch để thực hiện một tội phạm dưới sự điều khiển của người đứng đầu. Tuy nhiên, không có sự lượng hóa cụ thể đối với sự câu kết bàn bạc của những người phạm tội trong phạm tội có tổ chức, sự phân công nhiệm vụ, vai trò của những người đồng phạm. Trong đó, mỗi người thực hiện một hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển của người cầm đầu. Mức độ tăng nặng trách nhiệm hình sự phụ thuộc vào vai trò của từng người tham gia vào tội phạm và quy mô của vụ án. Vì vậy, khi quyết định hình phạt thì mức hình phạt của người tổ chức sẽ khác với những đồng phạm khác nếu các tình tiết khác trong vụ án như nhau. 14. Thực hiện tội giết người một cách man rợ. Theo điểm A mục 1 chương 2 nghị quyết số 04/1986/NQ-HTTP, thực hiện tội giết người một cách man rợ như kẻ phạm tội không còn tính người, dùng những thủ đoạn gây đau đớn cao, gây khiếp sợ đối với nạn nhân hoặc gây khủng khiếp rùng rợn trong xã hội. 4. Án lệ thông báo rút kinh nghiệm liên quan. 1. Án lệ số 45/2021 về việc xác định bị cáo phạm tội giết người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Tình huống án lệ, bị cáo thực hiện hành vi nhằm tước đoạt tính mạng của bị hại bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ 100%. Giải pháp pháp lý, trường hợp này tòa án phải xác định hậu quả chết người chưa xảy ra, bị cáo phải chịu trách nhiệm về tội giết người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. 2. Án lệ số 17/2018 về tình tiết có tính chất côn đồ trong tội giết người có đồng phạm. Tình huống án lệ, trong vụ án có đồng phạm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, các đồng phạm đã rủ nhau đánh dằn mặt bị hại. Khi thực hiện tội phạm, người thực hành chém liên tiếp vào vùng đầu, chân, tay của bị hại. Việc bị hại không chết là ngoài ý muốn chủ quan của người thực hành. Người xúi dục không có mặt khi thực hiện hành vi tội phạm, không biết người thực hành sử dụng mã tấu chém lên những vùng trọng yếu trên cơ thể của bị hại nhưng đã để mặc cho hậu quả xảy ra. Giải pháp pháp lý, trường hợp này người thực hành phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người với tình tiết định khung là có tính chất côn đồ. Người xúi dục bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội giết người nhưng không áp dụng tình tiết định khung có tính chất côn đồ. Hiện nay FDVN đã có rất nhiều video, tài liệu, bài viết liên quan về các tội danh hình sự nhằm phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể truy cập vào website của FDVN, fdvn.vn, fdvnlawfirm.vn, diễn đàn nghề luật.vn để tìm hiểu và nắm rõ hơn về các tội danh này. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích với các bạn. Ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và cùng theo dõi kênh của FDVN Channel để xem thêm nhiều video khác hấp dẫn và thú vị. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.